Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2021 Tân Sửu nữ mạng, sau vân hán, ngũ mộ chiếu mệnh, tiền bạc đội nón ra đi, làm mãi không giàu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Ất Mão nữ mạng chắc chắn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi về tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ các hung của mình trong năm. Kèm theo đó là những giải pháp giúp người tuổi Ất Mão nữ mạng luôn cảm thấy mạnh khỏe, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của nữ tuổi Ất Mão thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Sau một năm chịu sự kìm kẹp của thái tuế, bước vào năm Tân Sửu năm 2021, nữ tuổi 1975 đã không có quan hệ gì với thái tuế. Tuy vậy, trong năm Tân Sửu, thái tuế phát sinh thiên tài tinh và thiên quan tinh đã tạo nhiều cơ hội và may mắn bất ngờ cho bản mệnh. Năm 2021, đối với những cô gái tuổi Mão sinh năm 1975, đã 46 tuổi sẽ gặp phải một số ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp, sẽ gây hại đôi chút đến vận may, sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Đặc biệt, bạn cần phải thật cẩn thận về mặt tiền bạc vì bạn không phải là người quá chu toàn và chắc chắn về tiền bạc cho lắm. Trong năm, bạn cần chú ý hơn về tình cảm, vận đào hoa sẽ cản trở tình cảm vợ chồng, thậm chí sẽ khiến hôn nhân của bạn bị đổ vỡ. Bạn nên tâm sự và quan tâm đến chồng và gia đình nhiều hơn, đừng quá mải mê công việc. Có thể thấy được, sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế và dịch bệnh năm 2020, sang năm 2021, nữ tuổi Ất Mão gặp được rất nhiều may mắn từ công việc cho đến cuộc sống. Để có thể tận dụng vận may, tạo nên sự bứt phá, bù đắp những tháng ngày không có gì tiến triển, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hành thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiếu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Ất Mão trong năm 2021. Sở dĩ vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên với sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Ất Mão nữ mạng sẽ dựa vào các sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn có thể có được cái nhìn tổng quan về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Về mặt sự nghiệp,
Tử vi tuổi Ân Mão năm 2021 Nữ mạng đã không còn bị thái tuế che mờ, sẽ có một số cơ hội trong sự nghiệp nhưng trình độ chuyên môn chưa đủ, vì thế mà bạn thường dễ bỏ lỡ cơ hội. Bạn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân, chuẩn bị đầy đủ và phấn đấu nhiều hơn nữa để nhận lấy những cơ hội tốt, nếu không thì công việc sẽ không suôn sẻ. Tuy không bị thái tuế kìm nghẹp nhưng vận trình sự nghiệp của tuổi Ân Mão vẫn có những biến động nhỏ. Tuy đã làm việc nhiều năm nhưng do tính cách khiến cho công việc không mấy tiến triển, mãi chỉ là một thành viên bình thường của công ty. Tuy nhiên, trong hung có cát, thời điểm nửa cuối tháng 7 sẽ gặp được quý nhân giúp ích cho sự nghiệp phát triển trong tương lai. Để có thể kích hoạt may mắn, bản mệnh hãy đeo bên mình vòng bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2021 thuận lợi, phát triển và hanh thông hơn rất nhiều. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ của vòng. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh trong quá trình phát triển sự nghiệp về mặt tài lộc. Vận trình sự nghiệp có phát triển thì mới có thể kéo theo tài lộc dồi dào. Điều này cũng không ngoại lệ đối với tuổi Ân Mão. Do vận trình sự nghiệp năm nay bản mệnh sa sút nên mức lương cũng giảm đi đáng kể. Nguồn thu nhập chính cũng không có, nhưng nguồn thu nhập phụ tăng lên là do vận thiên tài và chính tài. Trong năm Tân Sửu, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển những nguồn thu nhập bên ngoài. Bạn nên dùng số tiền tiết kiệm trước đó để đầu tư, bất kể rủi ro sản phẩm lớn hay nhỏ đều có lãi tương ứng, sẽ không bị lỗ. Năm 2021 sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỉ, tiền đóng học cho con, đi du lịch, khiến tiền bạc lúc có, lúc không, tài chính nhiều bất ổn. Bạn cần cẩn thận cân bằng chi tiêu để tránh rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Chính vì vậy mà thầy Gia Cát khuyên con giáp tuổi Ân Mão hãy mang theo bên mình vòng bát bảo tâm kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021 này. Về mặt tình duyên, trong chuyện tình cảm, năm nay có những chỗ cần đặc biệt chú ý, nhiều mâu thuẫn sẽ dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Nếu vận đào hoa càng cao thì sẽ có thêm kẻ thứ ba, có thể khiến vợ chồng bạn đi đến con đường ly hôn và trở thành những kẻ xa lạ. Vì vậy, vào năm 2021, nếu không muốn ly hôn, tốt hơn hết, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến chồng con và tăng thêm sự nồng nhiệt của hôn nhân. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Ngoài ra, vòng tay sẽ giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, mặc dù những cô nàng tuổi Mão sinh năm 1975 đã 46 tuổi, nhưng khi còn trẻ, nữ tuổi Ân Mão đã tự giác hơn, xây dựng thói quen tập thể dục và ăn uống tốt. Điều này cũng nhất quán trong suốt cả năm, nên bản mệnh tự nhiên khỏe mạnh hơn. Nhưng đối với những cô nàng tuổi Mão thường xuyên phải làm thêm giờ thì bạn nên giảm bớt số lượng đồ ăn mang về và không nên thức khuya thường xuyên. Dù có thói quen tốt là không thể bỏ qua, nhưng tình hình thực tế thì bạn vẫn cần chú ý hơn. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên nữ tuổi Ân Mão hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí giúp bạn đà thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ 6 hạn của tuổi Ân Mão Nữ mạng để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Ân Mão. Trong năm 2021, tuổi Ân Mão sẽ gặp phải hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an. Bản mệnh tránh mua đồ lâu, mua đồ không có hóa đơn. Ngoài ra, chớ cho người ngủ nhờ, kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Trong năm, người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp các vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó sẽ là bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng phải kể đến việc mua hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt.
Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Trong năm 2021, nữ tuổi Ất Mão nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, xẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. 2. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Ất Mão nữ mạng. Tuổi Ất Mão nữ mạng trong năm 2021 là 46 tuổi, bị sao Vân Hán, ngũ mộ chiếu mệnh. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó sẽ là bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, sẽ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian, trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. 3. Vận niên năm 2021 của tuổi Ất Mão nữ mạng. Thổ lộ nguyệt là thỏ vườn trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng, suôn sẻ. Trong năm này, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên, thổ lộ nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến những nơi tiệc tùng, ăn uống. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Ất Mão năm 1975 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp và con cái, quý vị hãy đăng ký kênh và cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.